3 hành động nên làm ngay khi thức dậy để tránh đột quỵ, anh chị đã biết chưa? Vào sáng sớm khi mà ngủ dậy thì nồng độ nitric oxide trong cơ thể nó sẽ xuống thấp, khiến lưu lượng máu bị giảm, nguy cơ hình thành cục máu đông nó sẽ tăng cao. Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ rất là nhiều vào sáng sớm anh chị nhé. Do đó thì để tránh những cái điều đáng tiếc có thể xảy ra vào lúc sáng sớm thì anh chị cần thực hiện 3 cái hành động này trước khi rời khỏi giường anh chị nhé. Một, đó là hãy đánh thức cơ thể một cách từ từ. Khi mà thức dậy vào buổi sáng ấy, thì chúng ta đừng vội bật dậy, thay quần áo ngay. Anh chị nên nằm trên giường thêm khoảng 5 phút để các cái cơ quan của cơ thể của chúng ta từ từ thức dậy. Hoạt động của các cơ quan trong cơ thể là khác nhau, nên hành động bật dậy ngay lập tức hoặc là ngồi dậy đột ngột nó sẽ khiến não bị sốc, dẫn tới việc máu chưa cung cấp lên não đủ, có thể dễ dàng gây xuất huyết não đấy. Hai, đó là duỗi thẳng tay chân. Anh chị hãy nằm trên giường duỗi thẳng tay chân một lúc. Sau một đêm dài nghỉ ngơi thì cơ thể vẫn chưa được linh hoạt, lưu lượng máu còn chậm. Vì vậy, việc duỗi thẳng tay chân lúc này sẽ giúp tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể rất là tốt đấy. Ba, đó là từ từ đứng dậy. Sau khi thực hiện hai bước trên thì anh chị hãy từ từ đứng dậy và hãy rời khỏi giường. Anh chị sẽ cảm nhận được cái đầu óc lúc này nó sẽ rất là tỉnh táo và sảng khoái. Đối với những người trung niên hoặc là cao tuổi, việc đứng dậy từ từ nó sẽ hạn chế được cái chuyện té ngã. Do vậy, chúng ta cần phải đợi cho đến khi não hoàn toàn tỉnh táo, cung cấp đủ máu lên não thì mới nên rời khỏi giường anh chị nhé. Nếu như mà anh chị thấy video này hay và hữu ích thì hãy chia sẻ cho người thân, bạn bè của mình, đặc biệt là người cao tuổi, cùng biết để cùng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe anh chị nhé.